Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cách làm tàu hũ nước đường mềm, sánh, mịn và không sử dụng thạch cao. Những cái đậu hũ mình ăn cũng rất là ngon, mềm, dẻo. Và cách làm thì nhanh chóng và tiện lợi nữa hơn rất là nhiều. Và để làm cái món đậu hũ vừa thơm, vừa mềm, dẻo, vừa trắng thì sau đây mời các bạn cùng xem cách làm. Để làm cái tàu hũ hay còn gọi là đậu hũ thì mình sử dụng đây là 100g đậu nành, khoảng là 1/2 cúp đậu. Với cái lượng đậu này thì tầm khoảng là 2 đến 3 người ăn. Đây mình đong ra chén cho các bạn xem thử. Nó gần nửa chén đậu, chưa được nửa chén. Rồi sau đó mình rửa sạch. Sau đó mình sẽ ngâm qua đêm khoảng 6 đến 8 giờ đồng hồ. Và sáng ra mình sẽ làm cái hạt trân châu trước. Đây là khoảng 40g bột năng, mình sẽ cho nước ấm vào. Nước ấm thì cho khoảng là tầm 70 đến 80 độ á. Và mình ước lượng thôi, mình chừng chừng nước ấm, mình nấu sôi mình để nguội một lát rồi mình cho vô. Nóng cũng được nữa, nhưng mà nóng không hồi nhồi nó khó. Vì cho nước lạnh vào cái bột năng là nó nhão khó vò viên lắm. Cho nước ấm vào thì dễ vò hơn. Đây hồi nãy mình làm cái nước nó cũng hơi nguội nè, mình vò giờ nó cũng hơi khó. Các bạn cho nước nóng nóng á, vò viên xong thì mình sẽ cho vào nồi nước sôi mình luộc. Và mình luộc khi nào mà thấy cái viên trân châu này á nó trong veo luôn á thì mình hả tắt bếp và vớt ra. Trong khi chờ đợi trân châu chín thì mình sẽ vo sạch đậu nành này và đem xay đậu nành ra. Đậu nành này mình đã rửa sạch và mình đãi vỏ, mình đãi cho sạch vỏ, để nguyên vỏ mình xay cũng được nữa. Và để cái đậu hũ trắng hơn thì đây mình đãi vỏ nó. Đãi vỏ thì mình vò nhẹ nhẹ cho vỏ nó chốc ra. Với 100g đậu nành này mình sẽ nấu khoảng là 1 lít nước. Nhưng mà thường thì cái cối nó nhỏ thì các bạn nếu mà cho 1 lít nước vào trong cối xay luôn thì nó hơi khó. Thì có thể giảm ít lại tầm khoảng là 600-700ml mình xay trước. Rồi còn cái lượng nước còn lại đó thì một lúc nữa mình xay xong mình cho vào thêm, cho làm sao mà mình cho tổng cộng vào cái nước đậu nành này là 1 lít nước. 1 lít đến 1 lít mốt nước cũng được nữa. Rồi mình lượt qua cái túi vải cho nó mịn mịn á, để đậu mình mịn hơn. Có thể lượt 1 đến 2 lần cũng được nữa. Thời gian xay thì mình xay 5 phút. Đậu đã được xay xong thì tiếp tục mình chuẩn bị bột gạo. Riêng về cái đậu hũ á, mà có cái bột gạo vào ăn nó ngon, nó có độ béo và tăng thêm được độ sánh mịn á. Còn nếu mà làm hoàn toàn cái đậu hũ không á thì mình cũng đã làm nhiều lần rồi và mình làm với nhiều loại bột thì mình thích nhất là sử dụng cái bột gạo này và sử dụng đây là 3 thìa canh. Và cho thêm 3 thìa canh nước vào trong này. Mỗi thìa này thì tầm khoảng là 15ml nước. Hòa cho bột gạo tan đều ra. Và tiếp tục mình sẽ quay qua nấu phần đậu nành. Cho cái nước đậu nành đã xay vào trong cái nồi này mình nấu. Cho nước đậu nành vào xong thì mình cho lá dứa vào. Lá dứa vào để tạo cho cái đậu nành này nó có mùi thơm hơn. Và nó có rất là nhiều bọt thì mình dùng cái thìa mình hớt bọt bỏ đi. Lá dứa đã nấu được 5 phút thì mình vớt lá dứa ra. Nấu lâu quá cái sữa mình bị đắng, nấu 5 phút thôi. Vớt lá dứa xong ra rồi thì tiếp tục mình sẽ chuẩn bị cho bột gạo vào. Bột gạo lúc nãy mình có pha sẵn á, 3 thìa canh bột gạo với 3 thìa canh nước á. Và cho từng ít một. Cho vừa khuấy đều để nó không có bị dính đáy và nó không có bị vón nữa. Nước đậu này mình đã nấu được 20 phút rồi thì mình tắt bếp. Mình tắt bếp mình để yên như vậy không có động đậy. Tiếp theo mình sẽ pha đường nho.
Và đường nho này thì sử dụng cái đường nho của Pháp. Các bạn có thể mua cái đường nho của Úc cũng được nữa. Đường nho của Pháp này giá cũng rẻ lắm. Với cái túi này của mình á, thì mình mua có khoảng là 20 ngàn hơn á. Đó, mình mua xong này về nhưng mà xài lâu lắm, xài cả năm á. Và mình lấy ra khoảng 2 phần 3 thìa sữa chua này nè. Cái thìa sữa chua này màu trắng, cái đường nho màu trắng nhìn khó thấy quá. Để mình cho qua cái thìa nhỏ nè. Cái thìa 1 phần 4 thìa cà phê nè. Và cho vào đây là chưa có đầy 1 phần 4 thìa cà phê nữa. Khoảng là 1 phần 6 đến 1 phần 5 thìa cà phê thôi. Cho đường nho vào xong thì mình sẽ cho 3 thìa nước. Cây 1 phần 4 là 3 phần 4 á bạn. 3 phần 4 thìa cà phê á. Đó, mình dùng mình chán đều như vậy nè. Và cái sữa đậu nành của mình á, nấu mình tắt bếp rồi mình mới pha đường nho nha. Chứ đừng có nấu mà đang nóng rồi cái pha đường nho ụp vào thì cái sữa mình cũng bị chua nữa. Còn pha cái đường nho trước á, cái sữa mình cũng bị chua và cái đậu mình cũng bị cứng nữa. Và cái sữa mình lúc này á, nó cũng đã nguội bớt rồi đó. Và trong lúc đợi pha đường nho này thì cái sữa mình nguội bớt, nếu mà đo nhiệt độ thì tầm là 80 độ C. Và mình đổ nước sữa đậu này vào, mình đổ dứt khoát một lúc một, không có ngập ngừng, để cho cái đường nho trong đây nó được trộn đều theo cái dòng nước á. Và mình hớt bọt mình bỏ đi để cho cái đậu hũ của mình nó mịn màng hơn. Đẩy cái khăn lên, rồi mình đẩy cái nắp lên. Đẩy cái khăn lên để cái mồ hôi nó không có rơi xuống trong cái nước đậu mình á. Rồi tiếp theo mình sẽ cho một chén đường thốt nốt bột vào trong này. Là 150g đường. Các bạn nào mà thích ngọt thì cho 200g đường vào luôn. Cho thêm một ít nước nữa để nấu cái đường này cho nó tan tan ra. Nấu cho cái đường nó lên màu, lát nữa mình cho thêm một ít nước nữa. Đường nó đã lên màu đẹp rồi, nó cũng hơi sánh sánh lại thì mình cho gừng vào. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái viên trân châu mình luộc chín á, mình cho vào trong này. Quay trở lại với phần đậu hũ thì sau 40 phút cái đậu hũ mình đã đông lại rồi. Mình đẩy cái khăn bên dưới nè, để cho cái mồ hôi của cái thố này á, nó hơi nóng á, nó không được nhỏ xuống cái đậu mình thì cái nước vào trong này á, đậu mình không đẹp, ăn không ngon á. Cái khăn mình cũng ướt nữa. Đó, mình dở khăn, cái khăn mình cũng ướt luôn. Đó, cái đậu mịn màng kia chưa rồi các bạn. Cái hơi nóng nó lên á, nó lên làm cho cái máy quay của mình á bị nhè, không biết các bạn nhìn rõ không nè. Đó, nó sánh nó mịn nè. Mình lắc lắc nó sánh ghê luôn á. Đó, nó mịn màng ghê chưa nè các bạn ơi. Các bạn hãy làm thử đi, làm bằng đường nho mà cho thêm bột gạo vào ăn ngon lắm. Không có khác gì làm bằng thạch cao đâu. Và mình ăn mình yên tâm hơn cho sức khỏe của gia đình nữa. Đó, nó sánh nó mịn ghê chưa nè. Các bạn nào mà múc khéo á, thì cái đậu mình đẹp hơn. Còn ở đây mình múc á, không được khéo thì cái đậu nó không được đẹp bằng. À, gấp lại rồi. Thôi kệ đi, cái chén mình nhỏ quá. Đây mình sẽ xúc một thìa cho các bạn thấy nè, nó mềm nó dẻo nè. Nó cho bột gạo vào nó dẻo ăn ngon lắm. Làm hoàn toàn bằng đường nho không và đậu nành không ăn không ngon bằng đâu. Các bạn làm thử đi nhé. Các bạn hãy làm ăn thử nhé. Và mình tin chắc rằng các bạn sẽ không thất vọng với cái món đậu hũ mà mình vừa chia sẻ ngày hôm nay đâu. Cho thêm một ít nước đường, một ít nước cốt vào thì ăn rất là ngon luôn á. Ăn mà mê luôn. Và như vậy cách làm đậu hũ của mình đã xong rồi. Và hôm nay mình xin tạm dừng video này tại đây. Trong video tiếp theo thì mình xin giới thiệu đến các bạn một món bánh bò mới lạ của gia đình mình nữa.
Về cái độ mềm dẻo và ngon thì cũng không thua kém vì so với cái món bánh bò mà làm bằng bột nở hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn vừa nhanh chóng vừa tiện lợi. Thì hôm nay với cách làm khác thì mình cũng có món cái bánh bò nướng vừa mềm vừa dẻo vừa rất nhiều rễ tre và ăn rất là ngon và hấp dẫn, lại thơm mùi lá dứa nữa. Và để tiện cho việc xem video tiếp theo thì mình mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.